thành phố thật xa hoa. Đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa, vai tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc, mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời. Bão giông gió sẽ dịu dàng bên hiên, môi kề môi và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc, mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay trong cái xe. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời, để những ước mơ tự do bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. Nên là cũng được biết là Huỳnh Anh thì không phải là người mà có phong độ tốt, bởi vì là tâm lý cũng không phải là người tâm lý ổn định. Nếu mà em mà giữ được tinh thần ổn định thì chắc chắn em hát được tốt hơn mình. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời, để những ước mơ tự do bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. Quá đẹp đôi phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho cặp song ca Huỳnh Anh và Đinh Hương. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của ban nhạc rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Wow, thật sự là một MV ngôn tình ngay trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp. Tại sao giám khảo Thu Phương của chúng ta thở dài một cái nhẹ? Thở dài là bởi vì chờ anh Tuấn, anh đưa tay ra. Wow, một cái nắm tay đến từ giám khảo Huy Tuấn vì là Thu Phương. Cái cảm giác như vừa nghe cái bài hát vừa rồi, tự nhiên nó khiến đấy, trời xuống đất khiến, ở trên này nó cũng khiến như vậy đấy. Mình bên nhau bình yên thôi. Wow, vậy là hôm nay chúng ta có hai cặp đôi ở trên đây là yêu nhau bình yên thôi, chứ đó là bên nhau thôi. Đúng rồi, sao dám được ạ. Và xin mời cảm xúc đến từ vị giám khảo Thu Phương ạ. Dễ thương quá. Em rất là khó khăn để ăn cướp người này về đội, mà em phải sử dụng bao nhiêu là khổ nhục kế luôn. Từ suốt đầu chương trình đến giờ. Vâng. Như nào chị? Chưa có một cái khoảnh khắc nào nó tôn vinh cái tình chị em của ai đâu. Chị quê đâu nha?
Khôn như chị chồng em đầy chị ơi. Gì vậy Hương? Em xấu hổ ra. Bây giờ em có bao nhiêu khổ nhục kế hay có như nào thì sự thật mà nói là em xứng đáng. Đúng không? Vì em xứng đáng. Vừa rồi á, em đã mang đến một cái cảm giác rất dễ chịu cho sân khấu này. Em mang đến một không gian vô cùng là bình yên. Đấy, thật sự là như vậy. Cái này là chị phải nói thật lòng. Bởi vì sao Huỳnh Anh rất là lãng tử nhưng mà là trong gương mặt lại rất là điển trai thư sinh, cái kiểu như là phụ nữ là dễ bị hấp hồn hấp dẫn ngay. Thành ra em được lợi thế. Nhìn vào là thấy ngay đây là trời sinh một cặp. Chỉ có điều em vui quá, hưng phấn quá, lạm dụng quá. Em đâu cần thiết phải quá sát, quá ôm, quá cầm tay quá lâu, em không cần. Không, cái này là em đúng chính là chị Thu Phương. Hình như là đối với Đinh Hương phải chạm mới có năng lượng để mà hát. Đúng không Đinh Hương? Sao vậy? Thôi nói chung tóm lại tất cả đều có thể được với điều kiện cách diễn phải vừa đủ. Yes. Anh thấy thế đủ mà. Không, phải có sự tiết chế. Không có thể, có thể em cần ít hơn mà anh cần nhiều hơn. Vì đây chị thích mình đúng với cách được con gái. Mình là con gái là nhiều khi mình phải hơi giả vờ, nhiều khi mình thích lắm á. Cho con trai người ta chủ động với mình đúng không ạ? Mà Huỳnh Anh cũng có lỗi trong chuyện vừa rồi. Em mới giáo cho rằng là không được. Cái này trong cái bài hát đấy là hai người yêu thật lòng, say yêu say đắm yêu. Thôi cho tụi em được yêu nhau say đắm một lần này bạn thôi. Bạn kia à? Nói là mình yêu nhau bình yên thôi, em phải là yêu nhau bình tĩnh thôi. Yêu nhau bình tĩnh thôi. Chứ em lại mình yêu nhau bình tĩnh thôi. Đúng rồi, em phải nối giáo cho giặc thế là không được rồi. Anh nghĩ là anh như Hương là cùng một cấp độ đấy. Anh nghĩ phải cầm tay nhiều thế mới đã. Sao nay anh Huy Tuấn đẹp trai quá vậy ta? Ở đó đúng rồi, trai đang định nói cái điều đấy. Tức là quan trọng nhất là người ta cảm thấy được cái sự hòa hợp của hai bạn. Một bài hát chọn rất là khéo léo. Cái đô của chị Phương có thể là chỉ cầm một tí thôi, xong chị lại thụt tay vào thì cái đấy anh cũng quan trọng. Cái gì nó phải có kỹ thuật anh ạ. À, cơm là phải vừa chín tới mới ngon, mà cháy là cái là không ổn rồi. Nhưng mà lúc mà đã cảm thấy mọi thứ cảm xúc nó dâng tràn như thế, lấy đâu ra chỗ mà để cho kỹ không, thuật. Cái đó thì chúng ta cần phải chờ thêm sự phát biểu của Phan Mạnh Quỳnh nữa xem sao. Lúc nãy phía sau kính gà thì Quỳnh chưa có nhận ra anh Huỳnh Anh. Thì hôm nay lúc này sân khấu thì có qua thì anh Huỳnh Anh đẹp trai đúng không mọi người? Về phần như hai anh chị có tranh cãi về phần cảm xúc thế nào là vừa đủ thì em nghĩ cũng không biết được đâu. Nói chung lên sân khấu nhiều khi lúc hai bạn đang stand by thì hai bạn đã có một sự quyến luyến rồi. Và Quỳnh nghĩ là cần phải có như thế thì một bài hát là tình yêu nó trọn vẹn, nó đầy cảm xúc như này. Mình thích như thế. Thường người ta nói với nhau á, những cặp đôi mà lên sân khấu mà hát mà nhìn nhau như vậy và mang đến cho tất cả quý vị khán giả một cái rất là tình tứ. Vậy thì bên trong họ, cái sự tình tứ ấy có thật không ạ? Hay là đây là kỹ năng biểu diễn à? Đối với cặp đôi này chị cho rằng là huấn luyện viên đang có manh nha. À. Manh nha đi với sự thật. Vậy là có chút cái gì đó không ổn ở đây rồi. Chúng tôi thấy được sự tình tứ của cặp đôi. Tại sao? Tại sao mà mọi người có thể cho khán giả nhìn thấy hai cái chữ mê trai rõ ràng trên cái mặt của Hương như vậy? Còn cái đó Hương tự nói. Và với sáng tác này cùng với phần thể hiện của cặp đôi Huỳnh Anh và Đinh Hương, chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần cho điểm đến từ các vị giám khảo nhé. Đầu tiên xin mời giám khảo Thu Phương ạ. À, hy vọng là mình sẽ thấy một cái sự hoàn hảo ở trong vòng kế tiếp. Vì thế cho nên số điểm của Thu Phương cho hai bạn sẽ là 9,75. 9,75. Wow. Vừa rồi là lẽ ra là em cho 10 đúng không? Chứ em trừ điểm cầm tay nhiều quá đúng không? Đúng rồi, chứ sao nữa anh? Và xin mời sự bình tĩnh của giám khảo Phan Mạnh Quỳnh sẽ đưa ra số điểm của mình ạ. 9,5. 9,5 điểm. Và số điểm còn lại của chúng ta đó chính là giám khảo Huy Tuấn. Xin mời anh. Điểm của tôi cũng là 9,5. 9,5. Xin được cảm ơn những số điểm đến từ ba vị giám khảo của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay dành cho cặp đôi siêu đẹp, siêu tình tứ Huỳnh Anh và Đinh Hương.